Xin chào quý bà con. Thì dạo gần đây á, khi mà thời tiết thay đổi thất thường và tình trạng sâu bệnh diễn ra khá là phức tạp và nguy hiểm đối với cây trồng. Vì vậy, việc tìm ra một loại thuốc có khả năng diệt trừ sâu hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bông, cho trái, cho cây trồng thì lại làm cho bà con nông dân đau đầu lắm, vì tìm hoài không có ra. Thì nhận định được cái vấn đề nguy hiểm của sâu bệnh hại vậy, thì hôm nay công ty Dr. Lan xin giới thiệu tới cho bà con một số dòng sản phẩm và cũng như là giới thiệu thêm cho mình về cái tác hại của sâu bệnh. Thì mưa thì thường thường sẽ hay xuất hiện, đó chính là sâu xám. Thì cái loại sâu này thì hay phá hoại phong phú những cái loại cây, cái nào cũng phá hoại hết, ví dụ như là rau màu, rồi ngô, cà chua, đậu, sầu riêng, cây ăn trái tổng hợp và các loại cây cây công nghiệp. Rồi sâu khoang thì loại sâu này cực kỳ ăn tạp đúng không ạ? Đó thì chúng có thể ăn hết những cái mặt mà phần lá non đang trồi lên, chúng ăn hết trơn á, rồi ăn đến thân đến hoa tới quả, gây tổn thất nghiêm trọng, cho nên là hiệu suất và nông sản không còn nữa. Và cái sợ nhất đó chính là sâu tơi, chúng ăn lá dữ dằn lắm, đặc biệt là trong cái trường hợp mà rau cải, rau mùng tơi á, những loại rau màu la ghim, hoặc là khi mà cây sầu, cây ăn trái đang ra đặc non á, đó thì chúng thường nằm ở dưới lá, khó phát hiện lắm, xong rồi là chúng ăn hết đợt, khó có thể phát triển bộ lá cho cây. Và đặc biệt ngoài sâu thì một loài mà mình không thể quên đó chính là rầy rệp, rầy xanh này, rệp sáp này, bọ chỉ này, chúng chích hút, chúng không ăn nhưng chúng chích hút và rút hết chất dinh dưỡng của cây. Đấy, những cái loại sâu đấy gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới cây trồng. Thì em sẽ giới thiệu tới cho mình một dòng sản phẩm, đó chính là Biralavia. Thì cái dòng sản phẩm này á, có một cái nguyên tắc, đó chính là lưu dẫn 2 chiều. Chúng có thể lưu dẫn và tiếp xúc và hiệu quả từ gốc cho tới ngọn. Ngoài ra là chúng có cái tính chất tiếp xúc và bị độc, cho nên khi mà mình xịt đó, thuốc chỉ cần con sâu nó dính thuốc thôi là chúng rớt xuống chết lại chả đó. Nên là bà con để ý giùm em, đối với thị trường hiện nay rất là nhiều mẫu mã Bilarabia, nên bà con lưu ý giùm em, chỉ có riêng Bilarabia chai màu trắng này á là đang còn được nhiều bà con ưa chuộng, và hàng này là bên em nhập hàng chính hãng, đảm bảo hàng chính hãng, có hóa đơn đầy đủ, và nếu mà đã qua kiểm định, nếu sản phẩm này có chứng nhận bị bà con mua mà ai nói là hàng giả, bên em sẵn sàng bồi thường cho bà con, nên cứ yên tâm. Và theo nguyên tắc sử dụng, bà con lưu ý giùm em là mình nên phun khi đầy mới 5 tới 7 con trên một chùm là sẽ có hiệu quả nhất. Và đồng thời là mình nhớ giùm em là khi mình phun nó, mình pha đúng liều lượng. Thì đúng liều lượng như thế nào? Đối với chai 100 ml này, mình có thể pha cho được một vi 200 lít, hoặc nếu mình xịt ít đó, thì mình có thể lấy 25 ml mình pha cho một bình 25 lít đó. Và lưu ý mình phun đúng lúc và đúng cách. Đúng lúc như thế nào là mình nên phun trong cái trường hợp mà buổi chiều á, trời hơi nắng, trời còn dịu dịu mát á, thì mình hãy xịt, mình phun như vậy thì là sẽ có cái hiệu quả tốt nhất. Còn mình hạn chế phun khi trời nắng nóng, thì trời ánh nắng có thể làm ảnh hưởng tới hoạt chất và bay hơi đi thì rất là uổng. Và đúng thời điểm đó chính là khi sâu mới 5 tới 7 con trên một chùm, đó khoảng thời gian đó cực kỳ tốt. Mình đừng có để cho sâu bệnh rộ quá, rồi mình phun thì nó sẽ rất là khó để mà mình kìm hãm được sự phát triển của chúng. Dạ, và để có thể giúp được sâu bệnh hại trên cây trồng thì bà con hãy sử dụng Bilaravia, và cần mua hàng hãy gọi vào số hotline phía bên dưới, bên em sẽ hỗ trợ cho mình nhé. Cảm ơn quý bà con.